Vâng, và hay xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game. Mình là Blue. Thì tiếp tục với cuộc hành trình series ARK. Và mình đã trở lại rồi đây các bạn ơi. Sau một thời gian gọi là vắng bóng thì ngày hôm nay thì mình đã quyết định comeback trở lại. Thì mình rất mong cái sự ủng hộ cũng như là đồng hành cùng tất cả các bạn. Ok, thì như các bạn được biết á, thì ở những cái tập trước đó thì mình đã cố gắng là làm một cái series gọi là cuộc du hành cùng với con mặt ngu này. Và hình như mình nhớ không lầm thì tập trước mình đã kêu một con alpha ở ngay góc này thì phải. Đấy. Và vâng, thì ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là mình sẽ làm một cái chiến phượt. Đấy, một cái chiến phượt gọi là đi đến cái hang mũi các bạn ạ. Đấy. Không phải, cái hang hunter. Đó, cái hang hunter để mình gọi là mình đem con sói theo các bạn. Thì các bạn biết rồi đấy, cái con mặt ngu của mình nó rất là yếu, nó không gọi là mạnh cho lắm. Vì thế là nếu như mà mình không có một con nào đó đồng hành gọi là cao một tí xíu á thì rất là nguy hiểm đó. Vì thế là mình quyết định là mình sẽ đi phượt và sẽ gọi là sẽ farm level cho cái con mặt ngu của mình luôn. Thì các bạn biết rồi đấy, đợt trước thì mình tiêu diệt cái con alpha raptor mà lên được đến 9 level các bạn ạ. Đấy, lên 9 level luôn. Gọi là quá là khủng luôn ấy. Thì ngày hôm nay thì đi gặp dọc đường con nào đó yếu yếu một tí xíu thì hy vọng thì mình có thể gọi là tiêu diệt được nó và kiểu như cài level. Ồ, ở đây thì có hai con ngựa luôn này. Hai con ngựa luôn. Bây giờ thì mình đang cố gắng gọi là di chuyển về bên phía cực nam của cái map này. Đấy, bên phía cực nam thì bên hang Hunter á, thì mình nhớ là mình có để con sói ở bên đó. Tại các bạn biết rồi, con sói của mình nó tem ở trong hang Yeti, nó gọi rất là bá đạo luôn ấy. Con bò cảm nó bò lên được lên đây luôn rồi này. Nếu như mà có một cái con pet sói đồng hành theo sau á, thì phải gọi là rất là... cái gì vậy, rất là mạnh luôn ấy. Mình chắc mình sẽ không ngán con nào ngoại trừ hai con boss, đến chính xác là con Gigant và con Titan thôi. Các bạn có thể thấy thì mặc dù mình đã đeo cho con mặt ngu của mình một cái dòng gọi là cái dòng khăn hoàng đỏ rồi đấy, nhưng mà là khả năng di chuyển của nó cũng không được tốt hơn là bao nhiêu. Đây đây đây, phía trước có Raptor này. Phải không nhờ? Chính xác luôn. Hai con luôn mới chịu ạ. Đây, test thử nào. Một đứa này. Còn đứa đằng đây nữa các bạn ạ. Sắp tung lên. Chạy hả con? Đấy, lên không được nhiều level cho lắm. Tại vì cái tuổi Raptor này nó level nó cũng khá là thấp. Với lại là nó không phải gọi là thú lớn nữa. Ôi, đông quá nhờ. Đây có hai con nữa này. Một đứa này. Hai đứa này. Đây thì bắn hai con Tego luôn. Ôi Tego, con Tego level cao vãi đái các bạn ạ. Chơi luôn con bà te chú chơi nó rồi. Xuống bắn phụ các bạn ơi. Hai cái máy máu nữa. Con này á, level đầu nó quýnh các bạn cũng thốn lắm ấy. Khi các bạn vừa mới vào ấy. Ôi, chạy được rồi này. Chết chưa? Ok, nằm rồi. Còn một con nữa.
gọi là đang solo Boko cùng với con mặt tua của mình đây. Ok, để nó đánh nhau đi, mình sẽ pha một tí thịt. Ok, và te lên đây mày. Có con sói theo thì phải gọi là nó ổn hơn rất là nhiều luôn. Thì các bạn nào mà kiểu như là chưa xem clip mình tem cái con sói ở trong hang GT như thế nào thì các bạn có thể là gọi là xuống phần video á, các bạn kéo vào phần video thì các bạn xuống cái phần như thế nào ta. Các bạn xuống phần video thì các bạn có thể là kéo xuống, và mình nhớ là những tập gần đây thôi, thì có một tập là mình làm về tem con sói ở hang GT ấy. Thì dành cho những các bạn nào kiểu như level mới cao một tí xíu á thì cũng tem cũng ổn phết đấy. Cách của mình làm á các bạn thì chỉ cần là như thế nào nhỉ, các bạn thí dụ như các bạn không có keyboard này nhưng mà các bạn có X10 thì vẫn được nha, không có keyboard nhưng mà các bạn có X10 thì vẫn được bình thường luôn. Cái con sói nó không đụng được các bạn luôn. Cách của mình thì tem rất là dễ luôn, con sói nó không thể nào nó đụng được các bạn luôn, vì thế là các bạn không có cần phải lo là tại sao mất máu này kia cái nọ, là nó không có mất đâu, các bạn cứ yên tâm. Ok, chúng ta đến vùng nước rồi này, vùng nước nông rồi. Đi khá là lâu quá nhờ, chán quá nhờ. Đi kiếm con nào mạnh mạnh tí để farm level. Sắp hết stamina rồi. Nếu như mà mình đi dọc theo cái dòng sông này á thì mình sẽ gọi là sẽ đến được cái vị trí của cái hang Hunter. Đấy. Nhưng mà một điều là khi mà mình đi bằng con đường này thì mình sẽ phải qua một cái đầm lầy ngay khu vực cuối rừng đỏ. Đấy. Thì nghe tới đầm lầy thì các bạn hơi sợ đúng không? Cái gì thằng nào cắn vậy? Chơi cano luôn các bạn. Chơi cano này luôn, giải cứu cho em Brachiosaurus. Bà te mình đang đánh với con hình như là một cái con thì ra là mày đi lô nhỏ. Đi lô nhỏ này. Có thể là mình sẽ gọi con bà te nó bay theo mình luôn các bạn ạ. Chứ mình để nó ở đây thì nó cứ đánh lung tung hoài. Đi ngược đường rồi. Raptor nữa kìa. Hai hit nha em. Mình nghĩ á các bạn, thì ví dụ như là các bạn làm một cái ngôi nhà ở trên lưng của con mặt ngu như thế này nè, thì sẽ gọi rất là thú vị luôn đó, các bạn biết rồi đấy đó. Có một ngôi nhà di động như thế này thì rất là tiện, nhưng mà các bạn phải đảm bảo một điều đó chính xác là cái con mà gọi là làm cái nền của ngôi nhà các bạn phải gọi là trâu máu một tí xíu nha. Đấy, các bạn làm ở trên con Broto á, con Broto mà level thấp á, máu chừng 1-2k thì thôi, đi gặp tụi này nó quýnh chết đấy. Đây con cano nữa này. Ok, đấy các bạn quýnh mấy con mà kiểu như gọi là nó cao cao một tí xíu thì nó lên level khá là nhanh. Đấy. Con mặt ngu của mình thì nó đã level 239 rồi, khá là cao rồi. Thôi, né con này ra các bạn ạ. Né con bóng dài ra. Nó vả gọi là cái mấy con mà level cao nó vả gọi là chết con mặt ngu của mình luôn ấy. Gặp gì vậy? Nó đụng tới hải ly này đâu mà nó cắn mình nhờ.
thể đi này cũng đam gớm ấy. Một đứa này. Còn hai đứa nữa. Ủa thêm Raptor nữa kìa. Một đứa nữa này. Xong. Ok hết chưa? Đó tiếp tục thôi. Em muốn đi gọi là hòa bình với tụi nó nhưng mà thật ra thì tụi nó không cho. Ôi hai ổ luôn kìa. Ok để nó đi. Bây giờ mình chưa cần nên vì thế là mình không lấy đâu. Khi nào mình cần thì mình mới lấy các bạn. À, cho các bạn nào chưa biết thì ổ Hailey nó sẽ có cementin, hoa và gỗ nha. Đấy. Nếu các bạn lấy đi cementin hoặc là hoa thì nó sẽ vẫn còn gọi là cái ổ. Nhưng mà các bạn lấy gỗ đi thì cái ổ nó gọi là mất nha. Đấy. Cho các bạn nào chưa biết. Cái gì vậy? Đấy, như các bạn như lúc đầu mình đã nói thì phía trước mặt đây chính xác là khu vực đầm lầy ở phía cuối rừng đỏ. Đấy, đấy là cách gọi của mình nha. Còn các bạn nào có cách gọi khác á, thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết. Đó. Ồ, đây có một bát gấu nữa kìa. Con nào mà phá gỗ ấy nhờ. Con xe buýt nè. Con xe buýt này thì nó khi mà bạn cho online thì rất là vui luôn. Các bạn làm được cái yên của nó hình như mình nhớ là mười mấy hay chục chỗ gì á. Và đi rất là vui luôn á. Đi theo tập thể luôn. Đây, đi đến đây thì các bạn sẽ gặp thường xuyên là gặp những tụi cá sấu bay này. Đấy, gặp tụi chim therobic. Đấy, nó cả nó cùng luôn, cả đi cùng ở dưới luôn ấy. Có thể là mình sẽ lượn lên đây để mình có thể là tránh nhiều nhất những con thú mà có thể là đe dọa đến cái tính mạng của con mặt ngu này cũng như là đe dọa đến cái ngôi nhà của mình. Các bạn biết rồi đấy, một khi con mặt ngu này nó chết thì ngôi nhà của mình là cũng đi luôn ấy, nó gọi là mất hết luôn ấy. Ví dụ như bây giờ mình đi gặp con Ninja một cái là như xác định mày không đường nào chạy thoát được luôn ấy. Vì thấy cũng khá là liều luôn. Có cái gì vậy? Ok, nãy giờ thì chúng ta đã di chuyển được gọi là phân nửa đoạn đường rồi, nhưng mà mình cảm thấy là tốn thời gian quá các bạn ạ. Vì thế là gọi là mình sẽ kết thúc cái tập đầu tiên này tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo nha. Thì rất mong các sự ủng hộ của tất cả các bạn dành cho mình, cũng như là các bạn nào chưa like hay subscribe hãy chớ để lại cho mình một like, cũng như là subscribe channel để ủng hộ mình nha tất cả các bạn. Thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.